làm cũng chuẩn bị bán số đinh đình luôn. Từ đi với đi bưng bưng băng quải đến không ơi. Ừ, bưng cao trầu gì đó. À. Bưng cao trầu. Đi đứng ngồi vừa lưới ghê nha. Này là đi qua hỏi cưới. Ừ. Quá xá rồi. Làm bữa đi đi từ 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 ra từ từ nha. Từ từ lại chồng. Đi theo hiểu, hậu đi theo. Này cũng vui quá, vui không em? Vui nha. Cái này là hậu mở tiếng rồi, ngang ngang nha. Cái này là tới rồi, quá dữ rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Nặng không anh Hữu? Dạ. Đi thẳng lưng lên coi nghe. Ừ. Lưng lên coi. Quá trời hậu tóc rồi. Trời đông dữ rồi nè. Rồi em tăng giá luôn đi. Đây mày nằm đấy. Lấy cửa rồi. Lẹ lẹ hộp quá. Rồi bữa nay cháu rể nó chưa có cái số này, ông ngoại có nói gì không? Nói gì? Trên trời mặt trời cũ liền các cháu ông bà đậu đậu nó mua được hôm nay đặt cho nó bán cho cô bác một cuốn số đặc biệt, nếu ai có hữu duyên là làm đi trà đường chứ ơi, đặt có số tiền mang mang tết cho nó vui vẻ một mùa xuân mới. Trời ơi hay quá ngoại ơi, giờ hữu có đâu là gì cũng nhờ cô bác chỉ cũng nhân hậu cho hữu trong nước ngoài nước đó, cũng như cộng đồng trong nước ngoài nước bác hoàn hành mình đó, ra một cái gì đó, ra đâu ra nhiều luôn.
số của bác. Đây là chủ mở đại số khai trương, đây là giám đốc thủ, kế bên là thư ký Nga, cùng với kế toán là bà ngoại nha quý vị. Bác thường bà ngoại giám đốc mà làm cái gì là kế toán. Dạ. Rồi vợ đâu? Vợ giám đốc thư ký nha. Bây giờ hả? Ở đây này thì anh thủ là chị Trí làm ở bên cây trường mà có vợ hôm nay được anh Việt Kiều Pháp dẫn đi chơi du lịch rồi. Ủa gì hả? Ừ. Pháp đi rồi. Sao? Đi mà không hay trời. Hay không? Anh A Toàn nó dẫn đi rồi. Dạ. Dẫn đi chơi rồi. Dẫn đi chơi rồi. Ông mới về nước. Đâu mới mới sân bay đó. Về đây em đi chơi mấy ngày á, nghe nói là đi du lịch vòng quanh thế giới luôn đó. Tại vì mà em có thể mà nó làm đó mà không ngoại nhìn rễ phát ngoại chiều liền à. Yeah. Hôm hôm bữa ngoại có đặt cái câu thơ gì mà chúc với số đó chú ngoại đọc lại ngoại. Đọc lại á. Ừ. Bây giờ rồi. Đó thường thường ta nói câu này nè. 10.000 bỏ túi mà chi. Dạ. Mua tờ vé số có khi làm giàu. Trong chùa thì có ngọn trúc đào, ngoài đường thì có những người bán vé số dạo để làm giàu cho bà con. Còn trời còn nước còn non, thằng Hữu với con Nga còn đi bán vé số là bà con còn cơ hội để làm giàu. Hay quá ngoại ơi. Hay quá. Hổ nghe là không cảm xúc rồi. Hổ đáp lại em Hổ ơi. Hổ đọc bài thơ coi. Dạ. Đáp lại ngoại liền. Sông sâu, sông cả, sông đào, ba con sông ấy mà đổ vào tình thương Nga nghe. Ôi, quá tình. À, đến Nga đọc thơ luôn nè, Nga đi. Nga làm thơ cho con nghe nha. Thơ gì? Thơ gì đó? Thơ anh em biết để đâu? Năm được bắt hồi dạy đâu biết. Quốc luôn. Nói gì được ăn một chế mang theo một chén quán cũng như bà Gan vì mai có bà Gan mang theo mình. Ừ. Đây được rồi. Hôm nay là ngày khai trương. Cũng nghe bác cái số cô bác lại ủng hộ chiều nay cứ số. Đặc biệt rồi mai chúng ta Gan mang đi mua vàng. Đó. Rồi. Đặc biệt là nếu mà chiều nay trúng số là phải tuyển chồng luôn. Không chúng bạn đã tuyển rồi. Bây giờ cho ngoại xin phép lên lăng. Rồi, chưa chưa mà. Đem cái tủ lại mình nó cứng. Còn cái này cũng đang chờ cái tủ. Đúng rồi. Chờ tủ lại được. Vậy là cái này là mình tâm sự. Vui mừng vui con cháu mừng vui. À, anh Thủ ơi chuẩn bị bài hát gì để ngồi khai trương mình vợt trước đi. Dạ. Mình vợt ngồi lên hát. Rồi anh đóng nha. Em luôn. Tới rồi. Bây giờ là tủ tới chưa? Bây giờ là tủ tới. Anh Hữu ra đón người chờ tủ tới khai trương luôn nghe. Anh đi ra đón ha. Ra đón ha. Ra đón đi. Giám đốc cái số Hữu. Hôm nay vui không ngoại? Vui con. Vui ha. Nay ra mà chúc cho mà con ghế con mà cháu ngoại ghế. Là làm ăn hồng phát ha. Bữa nay ngoại vui bé mới bận đồ đẹp nè. Dạ. Nay ngoại mới bận đồ đẹp đó. Trước giờ đâu bận đồ đẹp đâu. Bởi vậy. Nay mà món cúng gồm có những gì ngoại? À, con gà nấu cháo. Hai con gà. Hai con. Dạ. Em ba nấu một món cúng gồm ngoại ơi. Ngoại ra đây đón luôn ngoại ơi. Rồi. Này ngoại ra đó đón tủ số nè. Hoa tới nữa kìa. Kìa anh Hữu đứng ngoài kìa. Hôm nay là phát biểu là cảm giác thế nào anh Hữu?